Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Alo alo, xin chào tất cả các bạn nhé. Trời ơi, cái gì thế? Hé, đây rồi. Alo alo, có ai nghe tôi nói cái gì không nhỉ? Kiểm tra âm thanh tiếng động cho nó hợp lý cái thì mới có thể là let go với cả các bạn được chứ. Hé. Hello, xin chào các bạn. Trời ơi, ngày hôm nay thì phải online phục vụ các bạn ngay đây. Không thì các bạn lại trách tôi, bảo là thôi giáo chủ nhà mới, giáo chủ lại trả kiểu từ từ. Nhạc đéo lắm thế. Alo, lắm nhạc đây. Đây rồi, không thì các bạn lại bảo là mẹ giáo chủ lười thế, là các tư. Hello các bạn, trời ơi. Hôm nay là, bây giờ là 10 giờ rồi. Thế nhưng mà hơi muộn một tí thì tôi mới on. Thế nhưng mà từ từ ở đây để người ta kể chuyện, các tư gái. Thế nhưng mà các bạn không cho tôi kể, thế tôi hỏng hết cả bánh kẹo. Hôm trước thì là vừa về hè. Hello các bạn. Đó, hôm nay đeo cái khăn tí cho nó thế giới một tí các bạn. Rồi, để giới thiệu cho các bạn nha. Nói chung là meta giờ là các bạn phải đeo một cái khăn như này, trông cho nó cảm giác kiểu bà thím một tí các bạn ạ. Nhìn nó mới thế giới được. Hello, xin chào các bạn. Từ từ, để bật lại về kênh Donate cái này nào. Có người Donate cái này mà quên mất không cảm ơn gì này. Cái gì nhỉ? WeScan.vn đúng không? Hé, anh em đợi mình một xíu. Chưa đăng nhập này, lừa đi mà. Đâu đấy, đúng rồi mà. Đây rồi, đúng rồi. Đúng không? Đây đúng không? Nhào, anh em đợi mình một tí nhá. Nhào. Hè, anh làm gì ấy? Nhào, gì? Wow, lao thật ạ. À, đây nó mới đúng bài đúng không? Hè, anh em donate lại cho mình nha. Nhắc lại cho các bạn, đây là có WeScan rồi. Trời ơi, đây là cu to làm em ho. Rồi xong rồi, vừa online cái gặp ngay cu to làm em ho. Đây là không được rồi. Tôi là tôi biết hôm trước tôi vừa mới giới thiệu cho Kuto làm em ho một cái kèo đá bóng ở đây. Thế nhưng mà hôm nay hình như là lừa quá. Thế thì đỡ thế nào được nhỉ? Đâu rồi, anh cứ nhẹ nhàng, bình tĩnh thôi. Anh cứ bắn liên tục như này, các bạn chịu thế liền đâu được nhỉ? Đây rồi, hôm nay thì tiếp tục online phục vụ các bạn đây. Tôi nói tất cả các bạn là, nói chung là hôm qua thì là tôi không on. Hôm trước thì tôi hứa cả các bạn là tôi sẽ on. Thế nhưng mà tôi nói thật cả các bạn là khổ vãi lìn, đéo đỡ được. Thế là hôm trước là thề với cả các bạn là các bạn có nhớ là ngồi on cho các bạn phát, ngồi nói chuyện phát cũng gần đến kiểu độ tầm là cũng không đến mức là muộn quá. Thế là xong tôi có hứa là ngày hôm qua là tôi có on. Thế mà thôi anh em lại cứ buông lời cay đắng với cả tôi, thì tôi nói thật cả các bạn là không được. Thế tôi phải xin phép các bạn. Thế là hôm qua cái là lúc mà mình vừa stream xong đến gần buổi sáng mình đã không ngủ được rồi. Nhưng mà xong đấy bị mấy cái vụ việc các kiểu, thế là mẹ mình vừa bị gặp tai nạn nặng phết. Đây là chia sẻ rất là thật luôn. Thì là sau kiểu hôm qua thì cũng phải đưa mẹ buổi trưa, xong rồi là buổi chiều các thứ đi chụp chỉnh các kiểu. Bà già tôi buổi sáng thì đi ra ngoài phát, thế là xong bị kiểu đâm xe, thì thuê cả các bạn dã man con ngan luôn. Thế là thôi, mẹ mình ngày hôm qua là tôi thật cả các bạn là cũng muốn online cho các bạn lắm luôn đấy. Nhưng mà các bạn lại còn hờn trách tôi, thế đỡ như nào được. Nói chung là cũng bị kiểu căng thẳng phết các bạn ạ. Cũng không, nói chung may mà đến cái thời điểm này thì tôi cũng gọi là không bị nặng nề các kiểu. Hôm qua thì mẹ mình kiểu đi ra ngoài buổi sáng, thế là mẹ mình đi xe máy. Thì là ra thế nào đi đến được cái đoạn mẹ đi để đi cái chỗ Lạc Trung ra, thế là mẹ mình bị đâm xe. Thế là kiểu bị cái ô tô đâm từ đằng sau, thế là thì cũng kiểu khá là nặng nề, nhưng mà thế là cũng bị gãy xương các thứ đấy. Thế nhưng mà cũng may quá, hôm qua thì là chụp cắt lớp các thứ, xong rồi là buổi chiều đưa đi để gọi là đi đắp bột, xong rồi đi đắp nó là cái đi đắp thuốc đông y các bạn. Thì thôi, người ta thì cũng dặn bảo là kiểu thôi để qua một đêm các thứ, nếu như mà không gặp những cái tình trạng như kiểu là bị ho ra máu, xong rồi là bị khó thở hay là như nào đấy thì thôi mọi chuyện sẽ ổn. Thì là mẹ mình hôm qua là bị kiểu bị ngã xe, thế là sau cũng bị gãy bất ba xương sườn dã man luôn. Các bạn nghe mình nói câu chuyện kiểu cảm giác nhẹ tựa lông hồng như thế thôi, thế nhưng mà câu chuyện nó cũng nghiêm trọng đó các bạn ạ. Thế nhưng mà thôi, thế nào hôm qua thì gọi là cũng may. Kiểu dạng ở đây là cho đi chụp cắt lớp các thứ thì là bị kiểu bị gãy xương, bị gãy xương sườn. Thế nhưng mà xương thì các bạn cũng biết là nếu như mà bị gãy xương trong các thứ ấy thì bị ảnh hưởng ở đây, kiểu các bạn cứ hình dung là bị nếu như mà bị các bạn biết là bị ngã, nhưng mà cứ bị đâm điếc các thứ. Nhưng mà các bạn biết là những cái trường hợp mà kiểu bị kể ra ở đây thì là tràn dịch màng phổi nhá. Thì tôi nói thật cả các bạn là nó sẽ còn nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà từ hôm qua cho đến cái thời điểm hôm nay theo dõi các thứ thì
có vẻ là cũng sẽ kiểu đau thì chắc chắn là vẫn sẽ đau, vẫn phải gọi là cá hồi thôi. Thế nhưng mà những cái tình trạng như kiểu là đấy, như kiểu là đi khám các thứ, người ta bảo mình là bị gặp những cái trường hợp như thế là phải ra viện luôn, thì gọi là thế nào, gọi là may quá thì lại không bị. Thế có ông lại còn thật không? Bây giờ tôi lại hỏi ông là bây giờ tôi sẽ mang bà già tôi ra đây bị tai nạn để tôi đùa với cả các ông nhá, hay là như nào đấy? Gớm mà lại còn phải ở đây là thật không hay là như nào gớm, mệt mỏi vãi lìn. Còn có ông hỏi ở đây là thật không, thật cái mả cha nhà các ông ít mà đi, mẹ cứ nghĩ là người ta mang mấy cái chuyện này lên kênh người ta đùa vãi hết cả lìn, đi mẹ lại còn thật không, thế mà cho đùa đấy, đi mẹ gớm. Đùa các bạn tí thôi, đùa đầu phiên giật chim nghe cả giác nó bị căng thẳng ấy mà, chứ có cái đéo gì đâu gớm, đi mẹ. Các bạn vẫn hay đùa bà già các bạn hay là ông già các bạn bị kiểu bệnh tật hay là ngã xe các thứ như thế à? Trời ơi, mẹ phải cảm giác đau đầu đéo chịu được thề với cả các bạn. Bạn nó thật. Tôi thì không đến mức là tôi căng thẳng, bởi vì tôi biết là thịt mẹ để cái mồm tôi nói ra ở đây thì chắc chắn sẽ là kiểu mồm chó vó ngựa các thứ rất là nhiều. Thế nhưng mà thôi, có cái vấn đề gì đâu. Nhưng mà may là nó bây giờ thì mẹ mình đang nghỉ rồi. Kiểu đắp thuốc kiểu hôm qua thì là buổi sáng, buổi trưa thì là đi chụp cắt lớp ở bệnh viện, kiểu đi chụp X quang các thứ ấy các bạn. Thế là xong buổi chiều thì là phải, các bạn biết là ở cái chỗ đường Láng nó có cái chỗ ông Lan Cường ấy, rất là nổi tiếng, để mà đi đắp thuốc đông y các thứ thì cũng phải đi đắp thuốc các thứ, người ta cũng dặn dò các kiểu hai ngày các kiểu đi đi gọi là hai ngày một kiểu thì thay thuốc một lần. Thì tôi may quá là không sao, nhưng mà vụ việc thì nó cũng nặng nề. Mình nghĩ là hôm qua tôi thật, cái hôm mà tôi stream cho các bạn, cái hôm đấy để ngồi stream cho các bạn, thế là ngồi làm long mong tơ để ngồi uống, thế là xong ngày hôm đấy đã mất ngủ rồi. Tôi phải thao thức đến khoảng độ tầm 7 giờ sáng tôi chả ngủ được. Thế là xong đến khoảng độ tầm hơn 7 giờ sáng mình đã vừa đặt lưng xuống giường phát ở đây rồi, thế là đang kiểu nhắm mắt rồi chuẩn bị ngủ và nghe reng điện thoại thì mẹ gọi. Ôi xong mẹ bảo bị mẹ mất hết cả ngủ. Tôi nói thật cả các bạn, đéo để tin được. Ọp về cho mẹ đâu hết, thật ra là có gì đâu. Hôm nay tôi ngồi chơi ngồi nghịch các bạn lúc, có thể là không on muộn không on sâu. Thế nhưng mà hiện tại thì mẹ mình là đang ở phòng bên nghỉ rồi, đắp thuốc đắp thiển các thứ gọn gàng các kiểu vào thì thôi cũng phải gọi là nghỉ ngơi các thứ chứ không phải là đơn giản. Có trường nhà có phong anh ơi, ọp chăm sóc mẹ thôi anh, sờ chim gì nữa. PS bữa em lừa anh thôi chứ có cái ấy mà em tin Ronaldo ý, em fanboy Messi 20 năm à. Ôi thật à, phút to làm em ho. Tưởng trốn bữa kèo Juve em lừa giáo chủ thôi. Thế tức là hôm nay là bạn bét kèo gì, gớm dã man. Thôi thì hôm nay gọi là ngồi on ngồi nói chuyện với cả các bạn các thứ, ngồi nghỉ một lúc để tí nữa. Nhưng mà mình dặn mẹ mình rồi là có cái đang có cái vấn đề gì các thứ thì là mẹ mình gọi mình. Mẹ mình bây giờ thì đang nghỉ. Mẹ mình bây giờ thì đang nghỉ ở trong phòng rồi. Mẹ nói chung là câu chuyện nó cũng có phải là lấy ra ở đây để làm đùa đâu. Mà tôi nói thật các bạn, các bạn phải hiểu là tôi còn đéo buồn để mà tôi post lên group làm một cái lý do, các bạn hiểu không? Các bạn biết cái phong cách của tôi bây giờ là tôi đéo sẽ post lý do rồi, bởi vì tôi biết thừa. Các bạn dù có post lý do như nào thì bây giờ cái nhìn của các bạn nhìn mà các bạn cũng sẽ lừa hay là các thứ nhỉ. Thế là tôi đã hạn chế, tôi đéo muốn post kiểu một dạng như thế, kiểu chẳng lẽ là hôm qua không giật chim, hôm nay mẹ mình bị tai nạn, thế là hôm nay mình lại không giật chim nhé. Đi mẹ tôi mà post như thế lên một phát group thì tôi nói thật, sau một cái bài post của tôi như thế tôi phải ban được khoảng độ tầm 300 cho đến 1.000 thằng khỏi group. Tôi nói thật với cả các bạn. Thế nhưng mà thôi, nói chung là vấn đề nó cũng không có gì cả. Ngày hôm qua thì nói chung là cũng cờ lo phết, lúc mà đi thì chỉ sợ ở đấy là kiểu gọi là kiểu sợ mẹ mình mà kiểu đấy ngã mà gãy xương. Các bạn biết là nội tạng các thứ ở trong còn là người già các thứ nó rất là nguy hiểm, thì lại chỉ sợ là nó anh đây alo. Ok cái gì đấy. Ai bảo anh lừa cho lắm à, anh đây. Hè group sạch như chưa từng được sạch ngay à. Gớm các bạn, lớn rồi chứ không phải là trẻ con đâu để mà mấy cái chuyện này các thứ để mà đem đi đùa được. Mà thôi, cho đến cái thời điểm này thì mình hy vọng là không sao. Tức là gãy xương sườn các bác biết thì nó đi đắp thuốc các thứ người ta cũng nói. Nói chung là những cái vấn đề gọi là cái vấn đề gãy xương thì nó cũng là một cái vấn đề rất là phổ biến. Kể cả là đấy, những cái bộ phận nó rất là nguy hiểm ở trong cơ thể người thì dù sao là gọi là như thế nào nhỉ? Gãy xương sườn nó cũng sẽ là một cái gì đấy mà nó cá hồi, nó theo một cái tốc độ gì đấy mà mình nghĩ là sẽ nhanh. Hôm nay stream nhẹ nhàng, nói ít anh ơi cho bác nghỉ. Hôm nay thì mình cũng gọi là mình nhẹ nhàng thôi, gọi là mình stream, mình ngồi, mình
nói chuyện với cả các bạn. Thì các bạn biết là bây giờ mẹ mình thì cũng đang ở trong phòng rồi, chẳng hạn giờ kiểu ra kiểu cuốn đâu, kiểu các thứ ngồi cạnh chăm sóc các kiểu thì nó sẽ thành bị kiểu hơi quá các thứ đấy. Nhưng mà mình cũng dặn mẹ mình kiểu các thứ mà có bị làm sao hay là tự nhiên bị khó thở hay là như thế nào cần phải thay băng của cái thuốc các thứ đắp ở trên người thì mẹ mình gọi mình cái là một phát mình chạy sang luôn. Từ sáng rồi các kiểu vừa đấy mình cũng chạy đi, mình ăn cháo các thứ, mình cũng mua cho mẹ mình bát cháo thì ăn. Nói chung là cũng vãi đài, vừa về nhà mới phát thì làm mẹ phát một phát như thế thì cả bạn sốt con mẹ cả vó, sốt hết cả ruột. Tôi nói thật chứ các bạn, nếu như mà bình thường đấy các bạn cứ thấy là giả sử là những cái câu chuyện như kiểu là bị gãy tay hay là các thứ xong rồi là bị một số cái gì, có một cái nhìn của mình dù sao thì nó cũng sẽ đỡ hơn các bạn hiểu không. Nếu như mà đấy chuyện nghe câu mẹ chủ tiếng ngã rồi bị gãy xương sườn, tôi thật cái cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi bị gãy một cái xương, tôi bị gãy một cái xương nào luôn. Thế tôi nghe tôi cũng mẹ cảm giác nó bị cờ lo lắm chứ. Tôi nói thật với cả các bạn, đắp thuốc đấy hôm đầu nhức lắm anh ơi, trước em gãy tay đêm đầu phải uống thuốc giảm đau, đúng rồi các bạn ạ. Nếu mà bây giờ các bạn, nếu như mà các bạn bị gãy tay gãy xương thì các bạn biết ở Hà Nội nó có một cái địa chỉ ở đường Láng, nó rất là nổi tiếng từ rất là lâu rồi, là chỗ ông Lang Cường, là kiểu độc thuốc đông y các bạn. Nghe thì thuốc đông y nghe có thể như thế thôi, nhưng mà có một cái sự thật ở đây là cái địa chỉ đấy là một cái địa chỉ rất là uy tín. Thì nói chung là ở đây nó có một cái loại thuốc mà kiểu đắp các thứ thì để cho nó cá hồi xương cốt các thứ. Thì nói chung mình cũng đưa mẹ mình đi đắp, vào ngày mai thì sẽ đi đi đắp lại thuốc thay băng các kiểu một lần. Thì chắc là theo đúng bài thì một tuần thì gọi là lành hẳn, nghỉ khoảng một tháng cho nó cá hồi hẳn, hy vọng là không sao. Cái địa chỉ ấy nó cũng ok phết. Bình thường về nhà mới người ta hay cúng nhà mới, giáo chủ đã cúng chưa? Đấy, cái này chính là một cái vấn đề mà cần phải nói ở đây đấy. Chưa cúng. Nói chung là cũng nói chuyện với cả mẹ mình các thứ rồi, bảo đến cái chuyện ở đây là đấy, mẹ về đây, mẹ con về xong chuẩn bị hôm nào mua hoa quả các thứ thì xong cúng một cái gọi là giá tiên cái đéo chị đi mà, gọi là ra mắt thổ công, các bạn hiểu là như thế ở đây. Thế nhưng mà vẫn chưa làm được đây các bạn thấy bị cảnh cáo phát như thế luôn, dã man. Chuyện tâm linh không được đâu. Những cái chuyện tôi hiểu, những cái chuyện các bạn đến những cái nơi mới nhá là các bạn phải thắp hương, các bạn xin các thứ, các bạn gọi là các bạn nhập gia các kiểu, nó là một cái câu chuyện quan trọng luôn, không thể nào mà đùa được. Thế nhưng mà đấy hôm qua nên bùm phát bị phát như thế luôn, đau hết cả đầu. Thì các bạn cũng biết là kiểu bởi vì là đấy, mình về nhà này thì cũng gọi là về từ đầu tháng, các bạn có thể hiểu như thế. Thế là mẹ mình kiểu từ cái đợt trước đấy thì thế là mình thì thực sự là mình cũng không biết một cái gì về cúng bái cả. Đấy là bản thân mình là như thế. Thì đấy, mẹ mình bảo về đây thì mình cũng nói chuyện với cả mẹ mình rồi, là bảo đấy đợt này thì về cái nhà này thôi thì gọi là tử tế các thứ một tí, thì là kiểu thắp hương thắp hiểm, gọi là xin thổ công các kiểu để gọi là nhập chạy các thứ vào các thứ. Thì nhưng mà sau cái đợt đấy thì đấy, nói chuyện với cả mẹ mình rồi, nhưng mà sau cũng mới về nhà này cái xong thì là mẹ mình đợt đấy là mẹ mình đi chơi ở Phú Quốc luôn, đi khoảng độ tầm 4-5 ngày. Thì là mẹ mình cũng mới về cái ngày hôm trước cái hôm bị gọi là đúng trước cái hôm bị tai nạn luôn. Thì lúc đấy mẹ mình mới về đấy, còn chưa kịp kiểu nói chuyện đấy, bảo là ra thắp hương cúng bái tôi cái gì, ngày hôm sau ngay phát buổi sáng đi gãy luôn. Thế tôi donate bị không hiện à? Sau đây các bạn nhá, đâu rồi, để xem lại cái lịch sử nhận donate các thứ em nào. À đuổi thật sự, trời ơi. Đều à, đây đây, để chị xem lại cái donate cái. Có rồi. Cảm ơn một ai đó 655 nhá. Chắc là lúc đầu nó bị lag một tí các bạn ạ. Hi hi. Thế bây giờ chắc là nó ok la rồi. Từ từ để mình chỉnh lại các thứ một tí cho nó chuẩn bài các kiểu đã. Nói chung là những cái vấn đề này đó là những cái vấn đề mà phải cẩn thận. Đi về đâu các thứ ở thì là phải kiểu ok chưa, chuẩn bài chưa? Rồi, thế được rồi. Đây để cảm ơn lại các bạn nào. Cảm ơn một ai đó 655 nhá. Hóa ra là cái số 655 hay là những cái số này là số cuối số điện thoại của các bạn. Trời ơi, thế mà trước nay tôi nhìn tôi cứ tưởng là những cái vấn đề gì nó xảy ra. Được rồi, nào để bật lại đây các bạn. Anh Hoàn hay trêu anh Phạm anh thế. Nguyễn Quang Thịnh lên muộn thế anh. Hello Nguyễn Quang Thịnh nha. Hôm nay anh dở tí việc tí Thịnh ạ. Thế là xong xuôi các thứ cái thì mới on để phục vụ anh em tí đây. Thế nhưng mà nếu nghĩ thử hôm nay không on thì các bạn lại hờn trách, các bạn lại bảo mình mẹ giáo chủ lại trốn rồi hay là các thứ. Thế là lại khổ thân mình, vẫn là thề với cả các bạn.
Nhà em hồi mới xây nhà cũng xui lắm, em thì bị gãy tay, thằng cháu thì đá miếng chai. Những cái vấn đề này nó là những cái vấn đề mà nó không thể nào mà có thể gọi là xem thường được. Những cái đợt trước mình ở những cái khu vực như kiểu là định công các thứ, tôi thật cả các bạn, ở kiểu dạng bất cẩn một cái thôi là cảm giác cũng đen dã man. Ngày mai là thôi phải đúng bài cái này, làm ngay một ít của hoa quả các thứ về thắp hương bàn thờ, gọi là xin các cụ cho nhập trạch cái, không tôi là thật cả các bạn đúng toang bìm. Người già ngã thì nguy hiểm hơn. Nhưng mẹ mình thì là cũng có tuổi rồi các bạn. Mẹ mình bây giờ thì cũng đã gọi là gần 60 rồi, cũng là 57, 58 tuổi rồi. Mà xong đấy hôm qua kiểu đi khám các thứ đấy thì người ta cũng nói thì là xong bây giờ là già rồi là cũng phải giữ sức khỏe cẩn thận, không thì đề phòng những cái trường hợp như kiểu ở đây là bị mỡ trong máu rồi là các thứ mà xương khớp người già anh em biết là không giống như kiểu là người bình thường. Các bạn hiểu không? Nó sẽ rất là dễ nó bị kiểu thế này thế nọ, nó không giống kiểu anh em mình đâu. Thế nhưng mà thực sự thế các bạn mình rất sót. Mình cũng bảo mẹ mình thôi đấy, bây giờ như anh nghỉ ở nhà tháng đi. Thôi thì cũng biết là đi làm thì cũng có phải là ở đây là đi làm vì tiền quá rồi mà đi làm cho nó vui. Thế là thành thôi đi làm đi mẹ Grab. Ồ, mình còn bảo mẹ mình như thế, còn bởi vì mẹ mình là con gái. Mà xong sức này kiểu tôi chưa bao giờ tôi thấy có một cái đặt niềm tin được vào cho cái việc đó là con gái tham gia giao thông. Đấy là một cái sự thật. Trẻ thì thôi mà cũng đáng để gọi là lên án rồi đấy, chứ nói gì mẹ tôi ở đây cũng là có tuổi rồi. Tôi nói thật với cả các bạn, sắp đi đâu cái thứ lo, cờ lo vãi lộn. Tôi nói thật cả các bạn. Xem lại phong thủy đi giáo chủ nghiêm túc. Chắc chắn mà. Trời ơi. Gớm. Chỉ biết vấn đề nó là như thế rồi thì cũng phải gọi là lo dần dần các thứ thế thôi. Chứ bây giờ bà em 80 đang khỏe mạnh đi chơi tưng bừng ngã một cái giờ nằm một chỗ luôn rồi. Chung người già mà các bạn, nói chung là cũng phải cẩn thận các thứ một tí. Mình là mình cũng lo lắm chứ. Mẹ mình là cũng kiểu cứ kêu đau. Nhưng mà đau ở đây mình nghĩ là do đắp thuốc các thứ vào nó bị đau. Thôi thì cũng gọi là nó sót, chả biết làm như nào, mình nghĩ là khoảng tầm một tuần. Lấy vợ cho mẹ đi giáo chủ ơi. Vợ ơi, vợ ơi, có mà, tôi lấy vợ rồi mà, ok. Vợ ơi, vợ tôi đâu nhỉ? Vợ tôi dỗi mẹ rồi, vợ tôi đi mẹ rồi sao ấy. Alo, alo, vợ mình ơi. vợ mình đi đâu rồi đấy các bạn ạ? Chuẩn bị lấy vợ rồi mà, thề với cả các bạn. Các bạn lại còn à đấy, gọi ai đấy, anh gọi em đấy. Các bạn hỏi đây này, các bạn bảo là đấy, bây giờ đấy, bây giờ là cũng kể ra câu chuyện như này thì mẹ cũng có tuổi rồi. Các bạn lo cho anh, bảo các bạn bảo anh lấy vợ đi thì anh gọi mình, đúng là còn gì nữa. Trời ơi. Em dội anh á. Rồi ôi. Tôi nói thật cả các bạn, mà tôi kể các bạn một cái câu chuyện đầu tiên nó là như thế. Đấy là các bạn, tôi kể cho các bạn để không các bạn, đây là nhá. Không các bạn lại bảo tôi là một cái con người bội bạc ở trên giấy chim. Đây tôi kể bạn đầu tiên là tôi bị những cái vấn đề liên quan đến vấn đề đấy, mẹ tôi bị tai nạn các thứ như thế. Nó cũng đã làm một cái vấn đề ở đây khiến cho tôi thứ nhất là không nên sẽ chim này. Đấy là một cái sự thật đúng không? Thế nhưng mà đấy, thôi tôi vẫn cố ở đây để tôi ngồi tôi sẽ chim trong cái tình cảnh là đấy mẹ cũng đang nghỉ các thứ rồi. Tôi ngồi tôi on tôi phục vụ các bạn một tí các thứ, nó gọi là cho nó đỡ bội bạc. Đấy là chuẩn bài nhá. Đến hôm nay người yêu tôi nhá, à đây là vợ tôi nhá. Thôi vợ tôi nghỉ làm, không đi làm ở nhà. Thì vợ tôi hôm nay đã kiểu cũng nói với cả tôi rồi là kiểu hay thôi hôm nay em không phải đi làm. Thì thôi hôm nay anh cũng không làm nữa thì thôi hôm nay hai vợ chồng tâm sự đấy. Thế mà tôi thật tội đã lỡ đồng ý với cả vợ tôi thế rồi. Thế sau nhân buổi tối nào tôi nhớ các bạn, thì tôi cũng bị nhớ về các bạn. Tôi nhớ phần nào bây giờ chẳng lẽ lần trước mình đã hứa với các bạn là mình stream rồi, xong rồi cuối cùng mình đã nghỉ một ngày vì một cái lý do đấy rồi. Thế xong cuối cùng bây giờ lại còn nghỉ ngày nữa. Thế là tôi không được. Thế tôi là đành phải đây, tôi phải nhắn tin, tôi phải nói chuyện với vợ tôi bảo trời ơi à, thôi hôm nay cho làm đi, không có bạn nhớ anh quá nên là các thứ như thế nào đấy mà hay thôi nhá, hôm nay anh lại làm nhá. Thế là tí tôi bị ăn một cái dỗi to đùng vào mặt luôn, tôi thề với các bạn. Nhưng đấy, tôi vẫn vì anh em ở đây tôi ngồi tôi phục vụ các bạn. Thế mà xong hàng ngày các bạn lại nói tôi bội bạc, các bạn lại nói tôi thế này nó thế đeo được, trời ơi. Thật mà các bạn hỏi đi mà xem. Hôm nay tí thì tôi bị dỗi cho đến chết luôn đấy. Hé, Yên Trời 567 Yên Trời 567 đã mua gói 20.000 nhớ đô lết à. Yên Trời 567 Yên Trời 567 đã đô lết. Cảm ơn Yên Trời 567 nhá. Rồi ôi, có quả quả Yên Trời 567 này tôi cũng đéo hiểu là cái gì nữa. Nhớ em không anh xa, anh ơi. Hoàng Nguyễn, có bao nhiêu con người trên cuộc đời tên là Hoàng Nguyễn nhỉ? Cho anh hỏi em là Hoàng Nguyễn nào vậy? Hoàng Nguyễn có dâu, Hoàng Nguyễn 9X, Hoàng Nguyễn BD,
Hoàng Nguyễn ăn cắp ăn trộm hay là Hoàng Nguyễn khủng bố hay là cái gì đấy, em phải giới thiệu chứ. Tiến vào một cái tên Hoàng Nguyễn chắc cắp lóc to đùng. Nhớ em không anh Trà anh ơi. Đi mà có nhiều thằng Hoàng Nguyễn phát tài lên luôn. Bạn có thể cho tôi một cái dự kiện nào này nó pro hơn được không? Đấy là một cái câu hỏi của tôi đấy. Trời ơi. Ô kìa, anh Mèo đấy ạ, à? Em chào anh Mèo. Đấy anh Mèo ơi nhá, em về Hà Nội rồi đấy. Em nói cả anh Mèo, chắc anh Mèo gọi em đi chơi cả. Em dỗi lắm đấy. Dở hơi dã man. Pokemon à, gớp Pokemon để hôm sau đi. Tôi đã lắp được cái gì vào đây để chơi đâu. Mệt dã man, thề với cả các bạn. Tôi đau khổ cực kỳ luôn đấy. Hôm nay thôi nhá, hôm nay ngồi gọi là kiểu tâm sự trò chuyện. Rồi anh em làm cái gì xem, thử cái gì thì làm. Thế ra thì ngồi chơi game thì cũng được. Thế nhưng mà mình sợ là nó bị kiểu bánh cuốn quá, mình nghĩ là như thế. Thế là thôi hôm nay ngồi gọi là vui vui thôi. 10 rưỡi các thứ ấy thì mình ngồi mình phục vụ các bạn, trò chuyện các bạn tí để xem tí nữa chẳng may. Nhưng mà có việc gì các thứ thì nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Một ai đó 284 đã mua gói 700.000. Làm gì nuôi in on yop now vòng phu tô la mê mô làm sao đỡ hình tên trên gai này nhì. Ui, cô to làm em ho đấy à? Trời ơi, từ từ đọc lại nào. Bởi vì cái này nó không đọc được cái ấy. Cái này nó không. Chưa gì nó vào nó donate cho người ta 7 lúc này. Thế thì đỡ làm được tạm biệt luôn nhỉ. À, cảm ơn các bạn nha. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho cái phiên livestream của mình ngày hôm nay. Vừa vào cái tôi cho người ta cái 7 lốt cái gì đỡ thế nào được. Thế là cu to làm em ho rất là chiều tôi nhá. Làm gì nữa anh ơi, ọp nào form cu to làm em ho làm sao để hiện tên trên cái này nhỉ? Hình như là edit được ở trong gớm. Cu to là gớm. Có phải ở đây anh em cứ làm như kiểu bây giờ như thế lại thành kiểu mang tiếng. Bảo là đấy, bây giờ tôi ngồi tôi online bởi vì là tôi vì tôi ngồi tôi tham, nhưng mà tôi ngồi tôi cố gắng tôi cấu mấy cái tiền donate của anh em thì chẳng lẽ bây giờ tôi lại ngồi tôi tắt con mẹ cái donate đi. Giờ hơi với lìm. Mà tôi nói cho các bạn biết ngày hôm nay ở đây thì nó cũng là mùng 9. Mùng 9 các bạn biết là một tháng tôi phải làm 20 ngày. Cứ cho là tháng này tôi chưa stream một buổi nào đi thì kể cả là hôm nay tôi hoàn toàn tôi không làm. Ngày mai tôi làm tôi vẫn hoàn toàn tháng tôi có thể đủ KPI được. Thì không phải chả phải là như nào cả. Thế này anh em lại nói cũng lại kiểu mang tiếng mình tôi tham lam quá. Mà cũng phải đâu. Trời ơi. Cảm ơn Tiến nhá. Ủng hộ bác gái tiền mua thuốc nha giáo chủ. Cảm ơn Tiến rất là nhiều nhá. Thank you Tiến. Thế ra thì cái tiền thuốc thang thì nó cũng không đến mức nó gọi là có một cái gì đấy nó bị đắt quá. Và tất cả các bạn đi đắp thuốc các thứ thì nó cũng gọi là nó bình thường. Thì ngày hôm qua nói chung là cũng kiểu lúc mà mẹ mình bị gặp tai nạn thì tức là bị kiểu ô tô mà kiểu bị húc, tức là kiểu bị húc vào đằng sau. Thì cũng may gọi là như thế nào gọi là cái người mà gây tai nạn cả mẹ mình ấy thì cũng gọi ở đây thì người ta mình nghĩ là cũng gọi là người rất là tử tế. Tức là kiểu khi mà sự việc các thứ xảy ra như thế thì các bạn là người ta cũng có rất là có trách nhiệm. Kể cả là vào cái thời điểm đấy làm sao đấy thì người ta vẫn bảo cả mẹ mình kiểu đấy hỏi han các thứ, người ta cũng biết lỗi. Rồi người ta bảo với cả mẹ mình là đấy có gì cô con cứ cho cô số điện thoại. Thì bây giờ con kiểu dạ là con cũng có một tí việc bận thì con cũng không thể nào mà con không giải quyết việc này luôn, thì con cứ cho cô số điện thoại. Thì có gì một cô gọi cho con thì đến chiều hay là đến tối thì con sẽ sang để con thăm cô, hay là xong con xem tình hình sức khỏe của cô như nào. Thì hôm qua người ta cũng sang, người ta hỏi thăm xong rồi là các thứ. Nói chung là cũng nói chung là cũng không hiểu là như thế nào. Thì hôm qua kiểu đấy. Ủa, biết mình uống bia luôn. Ai uống bia? Em uống bia. Tại sao mày lại uống bia đấy? Còn nước ở trong tủ mà, có chai Revive mà. Không thì xuống mua mà, ra sao uống bia chứ. Thì Phạm Anh cũng ngồi uống bia, dở hơi với lìm. Thì hôm qua cũng ngồi kiểu nói chuyện các thứ. Bắt nó đền đi giáo chủ. Gớp, thì cái đấy nó là một cái chuyện rất là bình thường mà các bạn. Thì đấy là mình đang kiểu hôm qua là sang bên này là cũng phải ngồi nói chuyện. Chứ các bạn nghĩ là ngồi kiểu sang bên này là kiểu tình cảm các thứ ở nhau thì cũng phải ngồi nói chuyện các thứ. Thế chứ bây giờ tôi hỏi các bạn, người ta gây tai nạn rồi thì bây giờ như nào? Người ta xuất hiện nhà mình cái đấm liên tục vào mồm người ta. Đi con mẹ nhà mày, mày đi ra ngoài đường mày đi kiểu đấy à? Trong cái tư cách người ta đến nhà mình hay là ý các bạn là như nào? Gớp, còn đánh nhau thì đánh con mẹ em luôn ở cái lúc mà đâm nhau đi, chửi con mẹ em nhau đi, đánh vật con mẹ nhau ra đánh nhau đi. Chứ còn người ta đã đến nhà mình rồi thì vẫn phải là ngồi nói chuyện. Chứ tôi nói thật cả các bạn có cái gì đâu. Thì thôi, nói chung là cũng gọi là kiểu nói chung là thôi cũng gọi là giải quyết mọi thứ cho nó theo một cái cách gì đấy mà nó
nó ok nhất cho cả hai bên, nó tốt đẹp, nó gọi là nó ấm êm, chứ không phải dạng đít bác đít bà bố bà bác đít con mẹ mày, mày đấm mày đấm mẹ tao sáng nay cũng đít con mẹ mày, bố mày đấm mày thế thì đỡ thế liền được. Trời ơi, donate của cái gì nhở? Ui, ở trên sau đây anh em nhá, ở trên Play Duo à, Nguyễn Quang Thịnh à, quên N3 à, đâu N3 vừa nãy donate rồi. Thôi ông ọp mẹ đi, nói nhiều quá, lột cao với chậm. Tại sao lại có cái phiên live stream đuổi luôn, đuổi. Tại sao lại có một cái phiên live stream ở đây là các bạn đuổi mình đấy? Tôi hỏi thật, các bạn không muốn à? Thế là không phải đấy, ý mình đang nói ở đây là mình cũng đang ngồi ở nhà mình thôi. Một ai đó 004 đã mua gói 10.000. Ui, cảm ơn một ai đó 004 nhá. Thì ý tôi đang nói là ở đây thì tôi cũng đang ngồi ở nhà để tôi cũng đang ngồi ở nhà ở đây để tôi cũng gọi là nhà tôi mà. Tôi ngồi đây tôi gì gọi là tôi ngồi tôi bốc phét với cả các bạn một tí được. Thích thì tôi có thể tôi chạy ra một bên để tôi phục vụ cho mẹ tôi được. Thế nhưng mà sao các bạn ở đây các bạn lại đuổi tôi đi này. Trời ơi. Các bạn đuổi tôi à? Dạ đúng rồi, không nghe nữa đâu anh ơi, off đi à? Thật á? Thế bây giờ off thật à? Địt mẹ off bây giờ thì quá đáng quá. Trời ơi. Hay là off nhỉ? Thôi. Rồi, được rồi, cứ ngồi một lúc. Ngồi đến 10 phút, 15 phút nữa xong rồi off được chưa? Tiếp hiểu. Bình thường ấy ngại kênh stream ấy kiểu ngồi ấy. Đây đây. Thôi các bạn ơi, hôm nay tôi có việc một tí, thôi anh em thông cảm với mình một tí nhá. Thì mình hứa là ngày mai mình sẽ stream đầy đủ cho các bạn để mà mình bù lại cho các bạn ngày hôm nay. Xong bắt đầu kênh chát chửi. Địt mẹ mày, ông mày lừa. Thôi ông ơi, ông biến mẹ đi, ông văn vở con cặc các thứ. Rồi mọi chuyện nó tiếp diễn, nó xảy ra theo một cái cách gì đấy mà nó rất là chuẩn bài. Thế nhưng không, bởi chúng ta đang ở trên một cái kênh stream mà cái người streamer này. Ôi các bạn ơi, tôi xin các bạn ơi, bạn cho tôi sửa chim đi. Tôi thì mà tôi thèm mãi luôn rồi. Cái chat gì không là thủ ọp đi. Đi có mẹ mày ọp đi, mẹ mày tắt kênh ngay. Có người còn nhát cho 10.000 bỏ ọp mẹ mày đi. Cú to là mấy mọt ném thẳng cho 7 lốt vào mồm mà tôi. Ông cút con mẹ nhá, ông đi, ông đừng sửa chim nữa. Ôi đây là cái kênh sửa chim đéo gì này hả các bạn, trời ơi. Điều thế nào mà có thể tin được. Ui. Thật á. À thì thế thì mọi ngồi thêm tí nữa thì căng thế. Đằng nào cũng người ta cũng mất công, người ta ngồi đi trò chuyện các kiểu rồi thì thôi gọi là tâm sự tâm thiển cứ một tí. Trời ơi, tí nữa mình ra mình khoe mẹ mình hôm nay con ngồi con stream cái, thế là các bạn kiểu biết tin là mẹ bị bệnh, mẹ bị vấn đề sức khỏe, là các bạn ủng hộ tức bực một khi mẹ mình khỏe luôn. Phục vụ Thảo kìa đó, phải phục vụ vợ tôi nhưng bạn chứ còn. Tí gì làm luôn đi, giật vong nhập con mẹ đi. 7 lốc đấy đi ăn thịt chó đi anh. Dở hơi vãi lúa luôn. Hồi giờ mà bị vong nhập ấy là em phải đỡ cho hai người đấy anh ạ. Dạ, đừng bị vong nhá. Thì bây giờ em vừa phải mẹ anh bị vong nhập rồi là em phải chăm cả anh này. Mẹ anh vấn đề em cũng phải chăm cả mẹ anh. Chết cả em đấy. Bây giờ cần gì phải vong nhập vào anh. Em ngồi em phát em như này cả đôi lợi không? Kiểu thật kinh, cứ co giật các thứ như này ở trên kênh cái là có dở hơi vãi lúa luôn. Anh sao béo check tin nắm Facebook em. Được em, để tí nữa em chăm cả em đi. Rồi, gớm quá. Cứ như kiểu người ta không chăm mình ý mà. Ngoài người yêu tôi dỗi thật đấy. Thề cả các bạn luôn, nói mãi không hiểu luôn mà. Thế mới sợ luôn chứ còn. Ăn thịt chó vừa. À, hôm nay vừa mới sửa cái layout. Anh em thấy được không? Nói chung là đấy, sửa cái Phạm Anh hôm nay Phạm Anh làm trong cái layout. Anh ơi, cái này anh đi ăn cắp ăn trộm đâu đấy hay là cũng có ăn cắp ăn trộm đúng không? Ừ đấy. Hôm nay là đấy, Phạm Anh là tâm lý. Thế cả các bạn, Phạm Anh hôm nay là tâm lý luôn. Hôm trước là kiểu stream, các bạn biết hôm trước stream xong tôi gặp Phạm Anh ngồi nói chuyện. Anh em ngồi bàn luận về phiên stream các chuẩn bài. Thế tôi nói chuyện cả Phạm Anh bảo anh ạ, bây giờ đấy, kiểu chương trình bây giờ tâm sự các thứ với cả các bạn của mình cũng cần phải chuyên nghiệp hơn các thứ. Thì đấy, tôi phải bảo Phạm Anh sửa lại tôi cái layout ngay. Anh em nhìn layout được cam kiểng các kiểu, không nói đến những cái donate các thứ. Thì nó chỉ là nhìn cho nó vui mắt, bây giờ phải có cả kênh chat để cho các bạn đọc các thứ, các bạn cắt clip kiểu đôi khi kiểu thấy kênh chat như này thì nó vui. Bạn hiểu không? Nói chung là cũng dần. Tôi ở đây là tôi cũng phải dần tôi cải thiện cái chất lượng của kênh lên mà. Tôi điêu các bạn làm cái gì? Nhưng mỗi ngày các bạn phải thấy nó có một cái gì đấy mà nó thế giới hơn. Mỗi ngày nó phải có một cái gì đấy mà nó tưng bừng hơn chứ. Chứ còn em bị ban group vì up clip anh Sa Béo. Cái gì đấy? Em bị ban group. À, hóa ra đấy là em đấy à, Hoàng Nguyễn. Ok em nhá.
À thật ra thì không phải là anh dỗi em đâu Hoàng Nguyễn ạ. Anh nói thật, tức là anh đã inbox em đến như thế rồi thì không phải là anh dỗi. Anh không có một cái mục đích ở đây là anh bị kiểu ở đây là anh không có một cái mục đích ở đây là anh bị thù hằn cái gì để mà anh ban em phải đời. Thế nhưng mà đấy, gớm với bạn em cứ spam anh liên tục. Anh vừa kể chuyện đấy, hôm qua mẹ anh bị tai nạn, anh đi mẹ mất cả ngày, mất mấy ngày rồi gớm. Cái việc vào group thì vào sau cũng được, anh sẽ cho em vào lại, trời ơi. Chứ không phải là anh hằn học các thứ gì em đâu. Cả mấy cái thằng hiểu Loan Phi Vũ nữa, bố mày lắm việc, trời ơi. Chứ cứ ngồi các thứ, cảm ơn một ai đó nha. Thế nhưng mà thôi nhá, ông Hoàng Nguyễn là tôi nói như này là tôi cẩn thận nhá. Các bạn biết câu chuyện như nào à? Đây là ngồi kể vui thôi chứ các bạn cũng đừng có trách bạn ấy. Bởi vì bạn ấy thì cũng nói chuyện với cả mình rồi. Thì là thôi, cái lý do ở đây thì tôi chấp nhận được. Thế là kiểu buổi sáng kiểu chả hiểu kiểu gì cả. Sáng cái hôm mà vừa mới stream xong ấy, ngủ dậy, à không, hôm qua đúng không? Hôm qua vừa ngủ dậy nó pháp anh inbox bảo anh ơi, địt mạng ở trong group mình hình như anh ạ, đang có thằng phá hay sao ấy. Tiêu hiểu có thằng nào nó cứ vào nó lấy mấy cái nick Facebook cờ luôn hay là bot, nó vào group nó post ảnh anh hút cần liên tục ở các post. Ui mẹ, thằng nào nó phá anh là cái chắc rồi. Ui giời, chắc tôi nghe tin xong thế tôi dậy nảy cả người lên. Tôi nhìn vào Facebook, đúng. Sao đi con mẹ mày ở trong group có một cái thằng nào mà bất kỳ một cái post nào trong nó cũng đi post mẹ mày mấy cái ảnh nhạy cảm, mấy clip của mình nhạy cảm thế nhở? Đi mẹ, đây có khi là con bot thật. Đi mẹ mày, ông nào phá mình rồi, đéo hiểu kiểu gì rồi. Mẹ ông này chắc chắn là lừa đảo rồi. Thế là tôi phải rất là lịch sự, tôi vào tôi từng tay tôi xóa từ cái comment này trước đã. Thế là sau đó tôi inbox thẳng vào cái nick đấy. Mặc dù tôi cũng đéo biết đấy là nick clone hay là nick chính, mặc dù tôi sẽ có một cái niềm tin đấy là nick clone nhiều hơn. Bởi vì là đi phá đi phiểu các thứ mà. Thế là xong. Mà thôi tôi vẫn inbox vào đấy. Ông gì ấy, giọng giang hồ vãi lột luật thế cả ạ. Ông gì ấy, nói đúng một câu mà tôi chả mong chờ người ta trả lời. Bởi vì thôi tôi nếu như mà mong chờ người ta trả lời thì đấy, hy vọng gọi là cái thằng nick chính ấy nó vào nó chửi nhau con mẹ mình đi, nó bảo đi con mẹ mày, à thằng chó Mimosa bố mày ghét mày, tôi bố mày sẽ phá mày hay là các thứ như nào. Tôi chờ đợi như thế cơ, nhưng hóa ra là đéo phải. Anh Mimosa ơi, sao em lại bị ban khỏi group ạ? Cái gì, đây không phải là nick clone á, đây là nick chính á. Rồi nào. Ui anh ơi, em xin lỗi, em nhiệt tình quá, tại em thích anh lắm thế nên là em cứ thích spam mấy cái đấy vào trong mấy post cho nó nhiều like. Ui đi con mẹ rồi, ôi đéo hiểu ông là fan tôi hay là ông định giết tôi nữa thì tôi cũng đéo hiểu nữa. Thế nhưng mà thôi đấy, mẹ việc đấy là do một trong số cái lý do ở đây là bị nhiệt tình quá đấy. Tôi nói thật với cả các bạn, đéo đỡ được. Thì đấy, rồi tại vì em quý anh quá thế nên là thôi em bị nhiệt tình quá, thôi em xin lỗi anh ABCXYZ thôi thì thôi anh em mà đã nói thế rồi thì bây giờ anh lại xin em đấy. Thôi là nói không biết thì tôi nói một lần cho biết nhá, là lần sau mày cái đấy cẩn thận. Mẹ gớm, ông thích tôi ông cứ dí toàn những cái yêu hiểu kiểu gì của tôi lên thế thì đỡ thế nào được hả ông? Yêu thì tin được kể là các bạn. Nhưng mà đây kiểu nói chung là kiểu anh em fan tôi, anh em phải giữ tôi một tí. Các bạn nhiều khi các bạn bị quá nhưng mình sợ vãi lìn thế mà các bạn, nếu để nào mà tin được. Chứ còn thật ra thì tôi chả bao giờ có một cái ý định thù hằn các thứ gì cả. Gớm, người ta đánh kẻ chạy đi, người ta đánh có ai đánh kẻ chạy lại đâu. Nếu như mà người ta không biết thì thôi, nếu không nói kiểu các thứ một lần. Chứ không phải là anh cay gì em các thứ đâu Hoàng Nguyễn. Nhưng mà từ hôm qua tới anh đi từ chiều, từ sáng để báo việc, tí anh vào anh ăn ban cho vào lại chứ không có gì đâu. Sợ đéo chịu được. Đéo được tin được cho thề với các bạn luôn. Cứ vào thấy giống hết như kiểu là mấy cái nick post phim sách ở trong mấy cái group ấy các bạn. Như kiểu mấy cái nick clone như thế. Đéo hiểu kiểu gì. Ăn mốt ổng nói hôm bữa rồi quản lý bếp dàn quá ăn cờ chả ăn mốt. Thế mà hôm nay anh lại mắng em, hôm nay anh có mắng gì em đâu. Trời ơi, không hề mắng một cái gì luôn. Người yêu tôi suốt ngày bảo tôi mắng người yêu tôi các bạn ơi. Thế để đỡ thế nào được. Dota đi nào. Thôi hôm nay mình xin phép mình ngồi mình nói chuyện với cả các bạn một lúc nhá. Tại vì cũng đang có gọi là mấy cái việc linh ta linh tinh. Đầu stream các thứ thì mình cũng trình bày rồi. Nhưng mà tính mình không thích nhắc lại nhiều. Kiểu cứ có bạn vào hỏi thì mình lại mang câu chuyện ra mình kể một lần thì mình không thích. Thế nhưng mà thôi gọi là chung quy lại hôm nay thì mình xin phép mình ngồi mình trò chuyện nhẹ nhàng với cả các bạn buổi tối. Gọi là tâm sự vui vui nó khoảng tầm đấy một tị nữa thôi. Còn hôm khác chơi game. Bởi vì hôm nay thì đấy cũng gọi là nhỡ đang kiểu chơi game cái rồi ơi Dũng ơi tôi lại già hỗ trợ hỗ triển các thứ tắt được rồi đó, lại tắt được rồi
Mày nói được lý do tại sao tao tắt được rồi đi Sao Băng Phi Vũ thì tao sẽ cho mày làm mốt lại. Lý do tại sao tao tắt được rồi, nói đi. Anh lại sợ thế nhỉ anh nhỉ? Sợ cái gì? Anh không hiểu ý em gì cả. Từ từ các bạn đây, các bạn đợi mình đi. Đây này, nó phải như này, anh hiểu không? Đấy. Đó, anh nhìn lại cái con số như này là everything good nha. Everything so good. Thế nhưng mà still ok. Xem Pokemon tí đi giáo chủ. Mình chơi luôn Pokemon đi. Tại sao mình lại phải xem các bạn? Trời ơi. Nếu như mà những cái chương trình như kiểu là Pokemon mà nếu như mà bây giờ bảo là mình ngồi xem thì anh ơi, cái trước mà cái cúp này cũng là anh lắp cho em đúng không? Cái này là lắp lại cái là được luôn đúng không? Thôi tôi hứa cả các bạn nhé, mai chơi Pokemon. Ok chưa? À không, từ từ, hôm nay thứ mấy? Thứ 5, thứ 6, hôm nay thứ 5 à? Tức là mai là thứ 6 đúng không? Thế thôi, không phải mai, thứ 7 đi, cuối tuần. Cuối tuần thì các bạn ngồi gọi là sâu các thứ được, ngồi nghịch ngợm Pokemon. Ngồi chơi Pokemon bản DLC các thứ, nó ngồi anh em ngồi đến tận kiểu đêm điểm các thứ. Hôm sau chủ nhật thì nó sẽ hợp lý hơn. Chỉ để thứ 7 chơi Pokemon đi. Cho nên nếu như mà ngày mai thì chắc là tôi sẽ nói cả các bạn là chắc là cũng sẽ có stream. Thế nhưng mà nếu bạn bảo để chơi Pokemon thì chắc là thôi, để thứ 7. Thứ 7 gọi là để cuối tuần anh em, để thứ 7 chủ nhật ngồi chơi Pokemon rất là hợp lý luôn. Được không? Hợp lý vậy đi không? DLC luôn nhá. Anh có reaction ca nhạc không anh á? À không. Anh reaction ca nhạc là anh nhưng mà là một phiên bản gầy hơn và đeo kính. Anh thì cũng với cái tên như thế, anh cũng là anh virus đây. Thế nhưng mà anh là anh virus béo. Anh virus béo thì ngồi reaction thịt chó các thứ các kiểu. Còn anh em mà muốn xem reaction anh em ta xem anh virus gầy. Còn tôi là anh virus béo các bạn ạ. Giờ hơi mới đi. Mai có like không? Ngày mai thì có like rồi. Broadway chẳng phải Đài Châu được, có phải là anh không? Em vừa phân tích. À thế à? Ngày mai thì có online nữa các bạn. Ngày mai thì có gớp. Tôi điêu các bạn làm cái gì? Cái buổi ngày hôm qua mà không livestream cho các bạn thì đúng rồi, nó không có cái cách nào để ngồi livestream cả. Buổi chiều các thứ đi về các thứ rồi. Thế nhưng mà xong buổi tối cũng phải ngồi nói chuyện cả đấy. Cái thằng mà kiểu gây tai nạn các thứ mãi, trải dài mãi. Chứ còn tôi thật cả các bạn đều thích thì ngồi bấm cái máy lên ngồi livestream. Hôm nay chính là mới là một cái hôm để khó ngồi bật livestream này. Nhưng mà tôi vẫn ngồi, tôi bấm cái livestream lên cho anh em. Chả có lý do ngày mai không live cả. Mai nhá. Mà thứ 7 thì sẽ chơi ấy. My live thì vẫn sẽ chơi gọi là nhẹ nhàng thôi. Tâm sự chơi nhẹ nhàng các bạn. Thích thì có thể ngồi xem một cái gì đấy. Còn để làm một cái chương trình ngồi chơi Pokemon bản DLC cả anh em, để thứ 7 chủ nhật chơi cái xong liền luôn. Không nói điều. Nhưng mà không xem trước. Bây giờ mà ngồi xem trước cái là bị gãy ngay cái à. Mình phải ngồi mình chơi cho nó quấn thôi à các bạn à. Tạm tin đấy à. Gớm một cái con người bây giờ nói thật như này rồi, trưởng thành. Mẹ bị dã man tàn bạo như này rồi, có cái gì đâu mà lại phải. Mai set up xem phim đi à? Anh em thích xem phim à? Phim Sherlock Notes á. Nếu như mà thích, ngày mai set up xem phim sẽ là một cái buổi xem phim nhiều luôn. Thậm chí mình có thể xem nhiều tập phim, nhiều loại phim một lúc. Vẫn phải xem nốt Sherlock, chắc chắn là phải xem nốt Sherlock đã. Rồi mình có thể mình tính tiếp mình xem một tập phim ngắn. Nếu mà anh em có thích ngày mai xem phim không thì vote luôn từ bây giờ. Bây giờ tôi cho các bạn vote luôn là ngày mai làm gì luôn. Tôi không nói điều cả các bạn. Thế mở vote ở trong. Vote luôn cho các bạn là các bạn thích ngày mai làm gì luôn. Từ cảm ơn donate của các bạn cái này. Đinh Chi Hùng, các bạn Đinh Chi Hùng. Hello giáo chủ, nhà mới giáo chủ ổn chưa? Có tân gia không để em mang tặng bé ghế 45 cân tới bóp vai cho giáo chủ. Mình nhà ổn rồi Đinh Chi Hùng ơi. Bây giờ đang livestream ở nhà mới đây, nếu như bạn có thể nhìn thấy ở đây. Nói chung là đang khá là ổn. Hi hi. Cảm ơn Đinh Chi Hùng nha. Ông nào rảnh rảnh kiểu xong xuôi anh em lại ngồi ăn uống các thứ. Vote my off stream á. Điên à. Xem phim ăn thịt chó. Chơi game kinh dị. Phải là chơi game gì cơ? Chứ còn xem phim á. Phim. Lấy đâu ra làm gì có ghế 45 cân. DLC Pokemon Sword and Shield để thứ 7 nhá Trần Tùng ơi. Có được. Nhá. Để thứ 7 nhá. Xem phim Rick and Morty. Ok nha các bạn nha, chuẩn bài luôn nha các bạn nha. Thế thì ngày mai tôi sẽ để dành một ngày gọi là nhẹ nhàng để cho các bạn xem phim. Xem luôn bây giờ thì làm sao á? Thế thì không được, bây giờ thì có 7 lốp rồi. Tôi vừa online cả tôi được 7 lốp luôn rồi. Bây giờ ngồi stream tiếp làm gì? Ngày mai lại được 7 lốp nữa chứ có phải gì đâu. Chứ còn có phải là gì đâu, hôm nay tôi được 7 lốp rồi. Thì hôm nay xem làm gì, tự nhiên bị trải dài chương trình ra, bị dở hơi. Thật,
tôi phải mai mai bảy lốp khác. Phát cẩu lương á? Phát cẩu lương phải lúc khác. Trời ơi, là còn chương trình ở đây thích ngồi nghe cẩu lương nữa vậy. Thôi được rồi, ok nhá, tôi sẽ chốt ngày mai thì khi mà tôi on tôi sẽ hỏi lại ý kiến các bạn thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cứ biết là cái ý kiến của các bạn đây là muốn xem phim nhá. Hứa sẽ có một cái buổi xem phim đây mà nó pro và điểm một tí. Tặng giáo chủ em cái gì đây? À? Chói xa bằng rau má penthouse trên Thanh Hóa. Cảm ơn Trần Ngọc Anh nhá. Dạ cả đây nghe pin gì các thứ nhiều quá. Mà tôi thể nghe flow đây nó cứ kiểu gì các bạn. Thật sự ủng hộ Phạm Anh Sọ Dừa kìa. 10.000 à? Lấy túi đấy, tao cho 10.000 tiếp này. Cho nó đủ bài. Ơ à, ông Phạm Anh bò gối à là sao? Dù mẹ giáo chủ xem phim chung. Không được đâu các bạn ạ. Mẹ mình xem phim chung khoảng độ tầm 5 phút mẹ mình sẽ bị ngất. Mẹ mình xem phim khoảng độ tầm 5 phút là mẹ mình bị ngất ngay. Thề với cả các bạn. Bài của Rim hay đấy. Bài mới của Binzy không hay. Chứ mà nghe là không được bon tai cho lắm. Đấy là một cái sự thật. Thế nhưng mà dù sao thì nếu như mà so sánh với cả một số những celeb khác thì thế là cũng được rồi. Cái ngày hôm nay nó có nhiều âm nhạc ra lắm. Tôi cũng nghe được nhiều cái loại âm nhạc ngày hôm đấy lắm. Thế nhưng mà để mà mình đưa ra một cái nhận xét mà nó ok một chút thì so sánh một chút thế là được rồi. Chứ còn là một tập bác lương vlog đi anh mèo. Ờ nhưng mà ngày mai tôi sẽ cho. Ngày mai tôi sẽ quyết định rồi. Ngày mai là ngày xem. Tôi sẽ cho các bạn xem rất là nhiều cái hay ho. Kể cả là phim hay thậm chí kể cả là trên YouTube luôn. Dạ ở đây tôi khám phá ra được một số cái hay. Mà nó phải hay thật cơ. Chứ nếu phải là như bác lương bác liệt là anh em ngồi xem giải trí đâu nhá. Ngày mai anh em xem Thế Giới Động Vật. Ngày mai tôi nói luôn. Ngày mai nhá, xem phim thì nó là một chuyện rồi. Nhưng ngày mai anh em ngồi xem Thế Giới Động Vật. Tôi mới khám phá ra được Thế Giới Động Vật hơi hay. Thế Giới Động Vật hay thật cơ. Chứ không phải là Thế Giới Động Vật giả vờ đâu. Thề với cả các bạn. Là phim phiển các thứ thì ok nhá. Khéo ba lốp nữa off hẳn hai hôm. Điên à, đừng có donate nữa. Trời ơi. Tí các clip đăng vào group Sky mai giáo chủ lại bắt ok. Điên à. Sẽ tùng là một trong số những thần tượng số 1 của tôi đấy. Nakulata Pakoku Chitano. Thế là các bạn cắt clip đi. Các bạn đi mà cắt clip đi. Tôi là Sky chân chính đấy. Gớm các bạn xem clip của Sếp Dung mà Kulaku Chitano nhá, hồi xưa tôi ngồi ở dưới đấy đấy. Quảng cáo cho Sếp Dung ở dưới đấy thì đéo đỡ được. Đấy là mới phát hiện ra chương trình Thế Giới Động Vật hay vậy liền thề với cả các bạn. Thế Giới Động Vật hay, thề với cả các bạn luôn. Hôm trước Tùng xin mới... Mày nhớ không? Con gì nhá, con đấy rồi. Lực mật. Lực mật vô địch dã man. Lực mật ong. Chuẩn bài với liền, ngày mai anh em xem con lực mật ong. MV giáo ca thì sao giáo chủ ơi? Mai đi quay luôn, mai. Xin các anh hỏi, mai đi quay luôn MV giáo ca. Mai đi quay luôn. Thề nào, mai đi quay luôn giáo ca này. Mẹ làm siêu nhân luôn này. Mẹ đau đầu thế. Rồi ơi. B con đầy nhá, ngầu về lìn à. Con lửng mật đỉnh cao nhá. Mai anh em mình xem chương trình Thế Giới Động Vật. Nhưng mà hay, cái đấy hay vãi lìn. Trẻ trâu trong Thế Giới Động Vật mà. Lửng mật vinh choi à. Anh con trai thế chăm bác có bị bất tiện không ạ? Bất tiện ở điểm nào? Mẹ mình mà. Chả có vấn đề gì cả. Mình vẫn bảo, nói chung mình vẫn bảo mẹ mình thì đấy, các bạn biết là bị gãy thì là bị gãy xương sườn. Thế nên là đắp thuốc thì là đắp thuốc ở lưng. Thế sao mình vẫn bảo mẹ mình là vén áo các thứ lên để mình băng bó thuốc vào các thứ bình thường mà gớm. Mẹ 28 tuổi đầu. 28 tuổi đầu mà còn là mẹ mình. Sao các bạn nói một câu ở đây gọi là tôi ngại. Tôi chia sẻ cho các bạn biết một trong số những cái bí mật động trời chưa bao giờ từng tiết lộ nhá. Là tôi còn ngủ với mẹ và sờ tí mẹ cho đến năm cấp 2. Tôi nói cho các bạn biết. Các bạn không cần phải nói về câu ngại với cả tôi. Tôi nói thế luôn cho nhanh. Các bạn sờ tí mẹ năm bao nhiêu? Tôi hỏi các bạn thế rồi nhanh. Nó cấp 2 tôi vẫn sờ tí mẹ luôn. Cho nó thế giới luôn.
tiếp là các bạn lại còn rồi ôi. Tôi nằm cấp 2, tôi vẫn nằm ngủ với mẹ, tôi vẫn nằm, tôi ngồi tôi sợ, tôi vẫn nằm sợ thì mẹ tôi ngủ. Chuyện rất là bình thường. Nếu các bạn lại nói tôi ở đây là công nghệ. Lại tôi lại nói với cả các bạn là lên kể cả là lên cấp 3. Lên cấp 3 tôi đi học và thi thoảng kiểu tôi ngủ tôi vẫn phải cắn trộm tí. Tôi nói cho các bạn biết là như thế. Thế mà các bạn lại còn phải nói câu ở đây là tôi phải ngại. Gớm cấp 3 tôi vẫn cắn trộm luôn. Tôi vẫn sợ đi theo kiểu tôi cấp 2 là tôi sợ đi mẹ liên tục. Nó không có gì phải ngại. Thế là bây giờ là anh chuyển sang sợ đi em. Được rồi, em cũng nhớ em thích sợ đi mà. Gớm. Đây người ta gọi là cháu nó có đam mê từ bé. Tôi là thật cả anh em đấy. Hồi xưa tôi bị nghiện sờ tí mẹ mà. Mà bởi vì hồi xưa nhà mình kiểu bụt cười á. Tức là như thế nào? Bởi vì là hồi xưa nhá thì nhà tôi ở phố Khoan ấy thì vốn tức là từ những cái thời mà nó xa xưa nhất thì nhà tôi ở trong một cái con phố, một cái ngõ ở phố Khoan. Thì hồi xưa nhà tôi bé. Thế cả các bạn tôi một cái diện tích nhà tôi xưa thì nó cũng chỉ gọi là một cái nhà của tôi để cho 4 người ở nhá thì nó cũng chỉ to hơn cái phòng này một chút thôi à. Thế là xong về sau thì mới gọi là mua nhà bên cạnh, xong rồi mua nhà ở dưới rồi bắt đầu là đập xây lên thì gọi là mới là có nhà to. Thế là kiểu các bạn biết là hồi xưa là cái không gian nhà rất là bé mà mình kiểu là còn út nữa. Thế nên là hồi xưa mình suốt ngày mình ngủ với cả bố mẹ thôi. Các bạn có hình dung ấy, kiểu cứ ngủ ở đây là đấy, nằm cạnh bố cạnh mẹ các thứ. Thế là xong kiểu tôi suốt ngày nằm với cả mẹ mà, suốt ngày nằm sờ ti. Chứ còn do kiểu hồi xưa là mình bị quen cái kiểu nếu mà hồi xưa mà các bạn bị cho ra rìa từ sớm ấy, kiểu được có phòng riêng này, thế là các bạn ngủ một mình các kiểu thì đôi khi là các bạn sẽ quên đi cái câu chuyện ở đây là các bạn sẽ quên mất cái thói quen giờ đi mẹ. Thế nhưng mà hồi xưa lúc nào cũng có cơ hội nằm cạnh mà nằm lúc nào chả dính với mẹ, cứ nằm cạnh mẹ thôi. Rồi tận cả các bạn thì là tao cứ sờ đi mẹ rồi. Thế các bạn nghiện dã man luôn. Mà sờ đi mẹ thì mới ngủ được. Ngon dã man. Thế đấy anh em thấy hồi xưa là tôi. Anh em thấy tôi lúc nào cũng là bích búp xong rồi các thứ. Thì nó cũng là một cái niềm đam mê từ hồi nhỏ. Chứ còn có cái gì đâu. Nào ơi chuẩn bị ấy rồi. Ngồi một tí đã xong rồi chuẩn bị nằm cạnh bố sơ ti bố à. Điên à, vợ tôi chả giờ bỏ tôi cả. Điên à, tôi chuẩn bị đến với cả vợ tôi bây giờ à? Mình nhờ nằm cạnh bố có sơ ti bố không anh? Không bao giờ mình nằm cạnh bố. Nói chung là cái kinh nghiệm hồi xưa ở nhà ấy thì nó, mình rất là biết. Mình những cái lúc ấy mà buổi tối thì các bạn nói là các bạn, tôi là thật cả các bạn, nhìn tôi như này các bạn tưởng là sướng. Tôi thì chưa có mỗi một cái là tôi được sờ tí mẹ là sướng thôi. Chứ còn tôi hồi xưa còn là vật thí nghiệm ở trong nhà. Tức là các bạn biết là cái buổi tối không gian sinh hoạt gia đình ấy, cái lúc mà tất cả mọi người đều ở nhà rồi, đều không gian rảnh rồi, thì người ta phải tìm ra một cái thú vui gì đấy để làm với nhau. Nó có thể là... Đấy, cái cảnh tượng của trước nhà tôi vui lắm. Bố thì nằm gối, xếp gối nằm ở ra sàn, tay cầm cái console của cái điện tử 4 nút ngồi chơi Mario xếp thuốc, các bạn hiểu không? Ui, dồi ôi, ông bà già tôi hồi xưa nghiện trò đấy luôn, toàn tranh nhau. Đấy là cái duy nhất ông bà già tôi tranh nhau với cả tôi, kiểu mình đang ngồi chơi điện tử 4 nút mà đang ngồi chơi bắn xe tăng hay là đang ngồi chơi mấy cái trò kiểu karaoke hay là các thứ ấy. Bố lại ra kiểu hay là mẹ lại ra tôi cho bố chơi tí, cho mẹ chơi tí, tôi lại nhường đấy trệ tử là hay là ngồi xem một cái phim gì đấy ở trên xem bằng băng, xem là phải xem bằng băng nhá, chứ hồi đấy làm gì có cái gì mà các bạn xem bằng đĩa là như thế nào, hồ sơ trinh sát mấy cái phim TVB các thứ đấy, rồi xem phim xong rồi này, hay là trệ tử xong rồi này, không có cái gì làm nữa thì mình làm gì ạ, đèn con ra nghịch đấy. Với tư cách đấy tôi là con út thì khổ lắm. Hồi xưa là có cái trò là như nào, kiểu bố đang nhìn bố đang ngồi xem tivi cởi trần người gầy nhom, mình cũng đang nằm mình xem tivi mà để ý lắm bên cạnh cái theo quay anh thấy ông già chuẩn bị nhìn mình rồi, ông già quay anh nhìn mình cái ui biết là ông già nhìn mình rồi để xem chuẩn bị ông già sẽ làm gì à, là ông già nhìn mình rồi xong bắt đầu thấy ông đang tìm lục một cái gì đấy này, tìm lục ui trời bỏ mẹ rồi, theo chuột chết rồi, ông mình lục ra rồi, ông lục ra được cái kính đó, đeo kính lão vào bởi vì bố tôi là kiểu mắt kém mà, thế là phải đeo kính lão vào, thôi xong Dũng ra đây bố bảo dạ ra đây đố các bạn biết là làm gì ấy, nặn mụn.
Ui dồi ôi, tê cả các bạn khổ vãi lên. Cảm ơn cu nhỏ vì hút cỏ cho chắc sân đi cái con giáo chủ ở chơi ấy. Điên à? Ai sân đi người ta thế? Thế thôi bị đè ra phát nặn mụn luôn. Tê cả các bạn một phát. Ra đây, thế là thôi. Và một phát là làm vật thí nghiệm cho cả nhà luôn. Không nói nhiều, ra nặn mụn luôn. Ôi đau lắm. Tao điên là nặn nó mới hết. Ui dồi ôi, thế là bị đè ra nặn mụn không nói nhiều. Sao mẹ tôi cũng có sở thích nặn mụn. Thế tôi lúc nào cũng bị nặn thôi mà. Bố nặn mặt. Bố thì nặn mặt. Mẹ thì là nặn lưng. Úi dồi ôi, không bao giờ có một cuộc đời nó khổ cho tôi luôn. Tôi thật với cả các bạn. Thôi mà hồi xưa suốt ngày kiểu như thế mà. Các bạn tôi chắc chắn là có các bạn ở đây. Các bạn ở nhà các bạn, bố mẹ hồi xưa chắc rằng các bạn bị bố mẹ hoặc là bị anh chị các bạn đè ra nặn mụn rồi. Thế với cả các bạn luôn. Đéo đỡ đâu. Bởi vì có một cái cảm giác ấy, cái người nặn cho mình ấy, người ta sướng. Chứ đéo phải là mình là thằng bị nặn là mình sướng đâu nhá. Nhưng mà cái người nặn nó mình nghĩ người ta sướng vãi lìn. Thế biết hiểu tại sao nhá các bạn nhá. Thế hồi xưa có phải nhổ tóc bạc không anh? Mình là vua nhổ tóc bạc rồi. Cho đến cái thời điểm, tức là cho đến cái thời điểm hiện tại mình 28 tuổi. Mình nói cho các bạn biết, mình 28 tuổi rồi. Đã từ rất lâu rồi mình không phải làm cái hành động. Đó chính là tóc bạc. À nhổ tóc bạc. Thế nhưng mà bây giờ bảo mình nhổ tóc bạc, mình nhổ bằng tay các bạn ạ. Chứ còn nếu như mà các bạn cầm nhíp ý, thì các bạn lại hơi cùi. Đấy là một cái sự thật. Các bạn hỏi Phạm Anh ấy, tôi thích nhổ tóc bạc với người khác luôn. Tôi thấy người khác ở trên đầu có tóc bạc tôi ngứa mắt vãi luôn. Đây tao nhổ cho, tôi nhổ cho bằng sạch luôn. Mà tôi nhổ tay cơ, tôi khéo tay lắm. Giữa ngày tôi ngồi tôi nhổ tóc bạc cho mẹ tôi mà. 2000 sợi nha mẹ nhá. Ừ rồi, là phát 150 sợi tiền đâu ạ. Thôi một phát phẩy mẹ hết đi. 2000 một sợi mà. Đâu? Một phẩy không nói nhiều. Úi giời ơi lừa. Vợ em ngày nào cũng đè em ra nặn mụn, mua hẳn bộ năm que nặn mụn cho nó cẩn thận. Nặn bằng que là không thế giới, nặn bằng tay. Trời ơi. Nhá, mình nhổ tóc bạc, mình nhổ giỏi lắm, mình nhổ bằng tay cơ. Chứ đéo bao giờ có chuyện ở đây là mình nhổ cầm nhíp thì tất nhiên là để nhanh. Nhổ bằng nhíp nhá, mình đổ nhổ bằng nhíp nhá, nó là như này này. Nhổ liên tục chứ không phải là cái kiểu là ngồi cứ phải căn nhá, xong rồi các bạn phải lựa các bạn vẩy ra xong rồi các bạn mới rút nó lên, thế thì các bạn quá cùi. Mình nhổ tóc bạc nhá, mà cái tầm mà tóc bạc ngắn ấy, mình mà có nhíp nhổ như này luôn. Còn những cái ngắn quá thì là phải nhổ bằng nhíp, chứ còn bình thường mình nhổ tóc bạc mình nhổ tay cho các bạn xem luôn. Bây giờ tóc bạc mình vẫn toàn nhổ tay mà tay mình rất là khéo. Bảo sao giờ ra làm chú. Ôi điên các bạn, hồi xưa mẹ tôi buồn cười lắm. Mẹ bảo này, đây mẹ bảo đấy nhá, các bạn biết cái thời khắc đấy là như nào không? Đoàn chúc mừng năm mới Dũng, ra đây. Bố mừng tuổi này, mẹ mừng tuổi này, ngoan nhá, phải hai anh chồng lớn nhá. Anh mừng tuổi này, ngoan nhá, hai anh chồng lớn nhá, phải ngoan nhá. Và xong bắt đầu rút ra xem các bạn được không? Thó phát. Úi dồi ôi, bố 2 triệu, mẹ 2 triệu, anh 1 triệu. Bùm phát thôi, mẹ vừa mới nghe được tiếng pháo hoa năm mới, cái có con mẹ luôn 5 triệu rồi. Đang hạnh phúc dụng ra mẹ bảo. Mẹ bảo, để đưa mẹ cầm nho. Mẹ cầm thì có phải mẹ tiêu cái gì đâu. Tao cho mày, tao còn mừng tuổi mày mà tao lại tiêu tiền của mày à? Mày cứ đưa đây, mẹ giữ cho. Thì xong hết Tết cái thứ cần cái gì cái gì mẹ đưa cho mà mua. Còn không mày cứ cầm nha nhau, để bố nhìn thấy nha, bố mắng cả mẹ. Ơ thế ạ? Ừ, mẹ cầm cho con với. Mẹ ơi, tiền mừng tuổi con đâu hết rồi. Bùm bùm. Tôi chỉ bị lừa 2 năm thôi. Rồi thật cả các bạn, đó là thằng năm thứ 3 luôn. Mẹ mình còn rất lờ mao lắm. Thế với cả các bạn, đưa đoạc quá rồi. Đưa mẹ cầm cho, hiểu chưa? Thế với cả các bạn, đỡ thế nào được. Đưa mẹ, đưa đây mẹ giữ hộ cho. Thế đỡ thế nào được các bạn. Không bao giờ có thể tin được. Thế với cả các bạn luôn. Cú lừa gia truyền. Nhưng mà mình nghĩ ở nhà ai chả thế. Thế với cả các bạn, hồi xưa mà mình có một cái năm là mình đấy, mình đã kể rồi, mình lấy một năm mà mình có một năm mà mình lấy tiền mình tuổi mình đi mua Lego tí bị đánh tụt lồn. Đó là mẫu giáo với giáo của tiên trả điện. Đừng trách giáo chủ.
Đấy, nhưng ngồi kể chuyện hồi xưa buồn cười lắm. Thế cả các bạn, tôi lại gọi là cái giống kiểu thích ở nhà các thứ, nhà bé các kiểu mà ở vui. Thế với cả các bạn luôn. Hé thôi, hôm nay gọi là kiểu vui vui với cả các bạn tí thôi. Đấy là sự thật. Thế là tại vì tôi biết là hôm nay kiểu gì tôi sẽ được donate theo tôi lên tôi rỉa tí thôi. Thế là tôi nói thật với cả các bạn. Chứ anh em đừng có nghĩ ở đây là tôi quý gì anh em. Tôi nói thật đấy. Hôm nay là quay tôi lên tôi cá rỉa tí thôi. Chứ còn nhà tôi nói thật với cả các bạn là mấy ngày hôm nay thì mình cũng đang bị mấy cái chuyện, nói chung là nó cũng linh tá linh tinh. Thế cả các bạn chả hiểu sao hôm qua mình hồi cái hôm mẹ mình bị tai nạn là mình nghe mình xót hết cả ruột thật sự đấy, chứ có biết làm như nào đâu. Thế là xong đau đầu nhưng mà thôi may quá, gọi là yên tâm một cái ở đây là không bị liên, không bị ảnh hưởng đến mấy cái ở trong các thứ thì thôi nó gọi là nó đỡ được phần nào thì có tiền trong sở mặt ngay được thì tốt rồi nha các bạn nhá. Ngày mai thì đấy cha mình buổi tối thì mình sẽ ngồi xem Thế Giới Động Vật với cả các bạn, và ngày mai chúng ta sẽ lựa chọn là những cái bộ phim hay nhất để xem, hứa cả các bạn luôn đấy. Thế vừa đủ một củ rồi đấy à. Thôi rồi, thank you anh em nhá. Thật ra ngày hôm nay đấy muốn online đấy, muốn kể chuyện nói chuyện cả anh em các thứ một tí, mới bị mấy cái chuyện các thứ nó dở hơi quá thì cũng không phải nào mà ngồi on sâu các thứ được thì thế nào. Cảm ơn các bạn quá, gấp kể chuyện cho các bạn thế thôi mà đấy, kể chuyện cho các bạn mẹ mình bị chuyện các thứ, các bạn cũng gọi là các bạn ủng hộ các kiểu, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhưng mà tôi cứ sợ là mẹ đấy giúp đỡ được mấy ông còn cứ bảo mình là giáo chủ lại lừa, giáo chủ lại bốc phét, chứ mình tin được mấy cái ông ý giúp đỡ được. Được rồi, thank you anh em nhá. Ngày mai thì sẽ ngồi xem một cái gì rất là thế giới nha các bạn. Hí, mai mấy giờ à? Mai 8 rưỡi nha các bạn nhá. Cho nó sớm cửa sớm chợ. Hí. Đến giờ đấy cho là vợ mình cũng đi làm rồi, mình ngồi mình on mình phục vụ các bạn cái ngay. Ok, thank you anh em nha. Thank you, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay mình ngồi mình nghịch linh tinh các thứ một tí thôi, không on show để phục vụ các bạn được. Hí. Thank anh em. Hẹn anh em ngày mai nha. Bye bye các bạn. Beep beep.